Xin chào các bạn, mình xin giới thiệu với các bạn đây là bộ sưu tập công chúa Barbie của mình. Bộ sưu tập của mình gồm có một nàng công chúa Barbie rất là xinh đẹp, và đi kèm theo đó là một bộ váy. Đi kèm theo đó là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn màu tím có dòng Happy Birthday rất là đẹp. Chiếc nhẫn này mình có thể đeo vừa. Và kèm theo đó là mình có một bộ sưu tập gồm quần áo và nhẫn của công chúa Barbie, để công chúa Barbie có thể thay đổi mỗi khi đi lễ hội. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thay đổi trang phục cho nàng công chúa Barbie này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cởi bộ đồ Barbie đang mặc ra, và tiếp theo chúng ta sẽ mặc cho Barbie bộ đồ màu xanh có viền màu hồng này nhé. Rồi, bộ đồ này rất là đẹp. Mình sẽ thay đổi chiếc nhẫn cho phù hợp với trang phục của công chúa Barbie nhé. Đây cũng là một chiếc nhẫn có dòng chữ Happy Birthday, và mình sẽ đeo nó vào. Vậy là bộ trang phục của Barbie rất phù hợp với chiếc nhẫn của mình. Như vậy là công chúa Barbie của chúng ta đã được diện bộ đồ mới rất là đẹp, phải không các bạn? Tiếp theo chúng ta sẽ gửi cho công chúa Barbie mặc một bộ đồ khác nhé. Đây sẽ là một bộ đồ màu tím rất là hợp với công chúa Barbie. Đồ màu tím có hình bông hoa trước ngực rất là đẹp. Chúng ta sẽ mặc cho Barbie nhé. Nó rất là vừa. Và mình sẽ thay đổi chiếc nhẫn cho phù hợp với trang phục của công chúa Barbie nhé. Bộ trang phục này của Barbie sẽ đi kèm chiếc nhẫn hình bông hoa màu xanh. Mình sẽ đeo nó vào. Rất là đẹp. Các bạn thấy nàng Barbie của chúng ta trong bộ đồ mới này có đẹp không? Đẹp. Wow, rất là đẹp phải không? Còn một bộ trang phục nữa rất là đẹp, chúng ta sẽ phải cho Barbie thử nó nhé. Chúng ta sẽ cởi bộ đồ này ra, và chúng ta sẽ cho Barbie thử bộ đồ màu vàng này nhé. Đây là một bộ đồ màu vàng có hình kim tuyến và khép một bên vai rất là đẹp. Wow. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mặc cho Barbie nhé. Rất là vừa. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng xem có đẹp không nhé. Rất là đẹp. Wow, rất là đẹp. Rồi, chúng ta sẽ thay đổi chiếc nhẫn cho phù hợp với trang phục của Barbie nhé. Đây là chiếc nhẫn kèm bộ trang phục màu vàng của Barbie. Phía trên mặt chiếc nhẫn có chữ B của Barbie rất là đẹp. Wow. Bây giờ chúng ta sẽ đeo chiếc nhẫn vào. Rất là đẹp. Chiếc nhẫn này rất phù hợp với trang phục này của Barbie phải không? Rất là đẹp. Như vậy là mình đã giới thiệu xong bộ sưu tập của mình rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo nhé. Xin chào.